Xin chào mọi người. Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 4513 đến chương 4515. Chỉ có thể dùng thân xác thôi sao? Nghe được lời nói của thần tử Hoàng Tuyền, anh bắt Diệp Thiên khựng lại. Anh có ngày hôm nay, bản thể tu vi là nhất nguyên trưởng khống, nhưng chiến lực của anh có thể đủ để so sánh với cửu thiên trưởng khống. Nếu là mở ra tam nguyên quy nhất thì chính là thập phương trưởng khống, cũng không phải là địch thủ của anh. Thế nhưng mở ra tam nguyên quy nhất cần phải có lực lượng thần điệp cùng hỗn độn chân lực tham dự, thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ thần tử Hoàng Tuyền lại không cho phép anh dùng lực lượng thần điệp cùng hỗn độn lực lượng. Điều này cũng đồng nghĩa là anh không cách nào thi triển tam nguyên quy nhất, tựa như mất đi một cánh tay. Dưới là tình huống này, chiến lực của anh chỉ thể so sánh với cửu thiên trưởng khống. Cho dù là mở ra vĩnh hằng hỗn độn thể thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối địch cùng thập phương trưởng khống. Trong lần thi đấu vạn tộc Kỳ Liên Sơn này, hội tụ ngàn vạn thần tộc tại thiên thần giới. Đây là đại sự trăm năm mới có một lần. Trong đó, cường giả đồng thời xuất hiện nhiều vô số kể, nhất là những thần tộc chí cường xếp hạng trước người, thậm chí là trước năm. Cường giả trong đó thậm chí rất có khả năng có được tu vi vượt xa thập phương trưởng khống. Nếu là anh toàn lực ứng chiến, hẳn là có 70% nắm chắc đoạt được vị trí thứ nhất. Nhưng ở dưới loại tình huống tự đoạt một tay này, muốn giành được ngôi nhất bảng đúng là khó như lên trời. Mà giờ khắc này anh càng không thể hiểu chính là vì cái gì mà thần tử Hoàng Tuyền lại đưa ra điều kiện này với anh như vậy chứ. Nhìn thấy Diệp Thiên trầm mặc, Đạo Thân Ảnh từ đám mây kia cười khẽ một tiếng, mang theo một tia đùa cợt. Làm sao thế hỗn độn, ngươi lại đang sợ hãi sao? Diệp Thiên nghe vậy lập tức cười lạnh. Trò cười, bất kỳ là địch nhân nào, bất kỳ cái trường hợp gì, Diệp Lăng Thiên ta còn phải sợ hay sao? Chỉ có điều người muốn ta lấy lực lượng thân xác thuần túy đối địch là có mục đích gì? Chỉ nghe thần tử Hoàng Tuyền nói ra, mục đích của ta sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, nhưng không phải là hiện tại. Việc ngươi phải làm bây giờ chính là không tiếc bất cứ giá nào, dốc hết toàn lực đoạt được vị trí đệ nhất bảng thương khung. Lúc hắn đang nói chuyện chỉ thấy ngón tay trong đám mây to lớn búng ra. Một viên tinh thể màu vàng óng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trôi nổi tại trước người Diệp Thiên. Đây là lực lượng kết tinh của ta. Người đem nó nút vào, hàn khí Hoàng Tuyền tích chứa trong đó, tự sẽ đưa thần điện cùng hỗn độn chân lực của người tạm thời đông kết trong vòng 7 ngày, vừa vặn có thể kéo dài cho đến khi kết thúc cuộc tranh tài vạn tộc. Diệp Thiên nhìn lực lượng kết tinh trước mắt, cho dù anh có hỗn độn chân lực cùng vĩnh hằng hỗn độn thể đã thăng hoa hoàn toàn, nhưng để có thể cảm giác được hàn khí tựa như dòng sông đang lao nhanh bên trong đó, phản phất như ngay cả toàn bộ thế giới đều sẽ bị cổ hàn khí này ngưng kết. Diệp Thiên cũng không lập tức tiếp nhận, ngược lại là hai mắt có chút híp lại. Đồ vật mà ngươi đưa ra lại cho là ta sẽ tùy tiện ăn vào hay sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng được ngươi hay sao? Thần tử Hoàng Tuyền ngược lại là không cùng Diệp Thiên tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ là bàn tay hắn vừa nhấc lên, địa phủ cổ gia đã biến mất, lập tức hiện ra ở phía trên lòng bàn tay của hắn. Mấy trăm đạo thân ảnh cổ gia cũng lơ lửng ở trong đó. Hắn cười lạnh nói ra, hỗn độn, ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn hay sao? Nhìn thấy hàng trăm mạng sống ở cổ gia đang nằm trong tay đối phương, cho dù lấy sự quyết đoán của Diệp Thiên thì giờ phút này anh cũng không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc. Cổ Cận Hồn có đại ân với anh, nên như ngay cả con cháu đời sau của Cổ Cận Hồn anh cũng thế nào bảo hộ tốt, làm hại bọn họ bị diệt cả nhà thì anh còn có mặt mũi nào đối mặt với Cổ Cận Hồn được đây? Được, ta sẽ đánh cược với ngươi. Diệp Thiên lập tức không còn do dự nữa, bàn tay khẽ động liền đem lực lượng kết tinh của thần tử Hoàng Tuyền nắm vào trong tay, sau đó một hơi nuốt vào. Kết tinh vừa vào trong bụng lập tức bao phủ bên trong thể nội, bùng phát ra.
hàng khí Hoàng Tuyền vô cùng vô tận, phảng phất như sóng lớn vạn trường, càn quét khắp thân thể Diệp Thiên. Cổ hàn khí Hoàng Tuyền này thuần theo bốt một đường kinh mạch, mỗi một mạch máu chui lên, nhanh chóng hình thành một đạo phong ấn, đem hỗn độn chân lực trong cơ thể anh đều áp chế. Diệp Thiên thoáng thử một chút, muốn đi đọc hỗn độn chân lực thì đạo phong ấn kia liền tức khắc hiển hiện, xung đột cùng lực lượng của anh, chặn đứng mối liên hệ giữa anh cùng hỗn độn chân lực, làm cho anh không cách nào tự do sử dụng. Hàn khí Hoàng Tuyền thực mạnh mẽ. Diệp Thiên trong lòng âm thầm ngơ ngác. Lực lượng của thần tử Hoàng Tuyền anh vốn dĩ đã đánh giá khá cao, nhưng lại không nghĩ rằng lực lượng của hắn lại vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Chỉ là một lực lượng kết tinh do hóa thân đưa ra, liền có thể đem hỗn độn chân lực của anh áp chế đến mức độ như vậy. Mặc dù đây là tác dụng có việc anh chủ động rút vào, nhưng cũng thấy đủ nhìn ra sự khủng bố của thực lực thần tử Hoàng Tuyền đã triệt để ngập trời. Nếu là chính bản tôn của hắn giáng lâm thì Diệp Thiên khó thể tưởng tượng được. Cho dù là lực lượng của chúng thần tại các thiên thần giới này phải chăng có thể đem hắn áp chế được hay không, mà liền tại lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ thì hàng khí Hoàng Tuyền trong cơ thể của anh đã tự nhiên không ngừng xâm chiếm. Đạo phong ấn kia đã kiềm chế tất cả kinh mạch của anh, bất chợt một tiếng kêu khẽ phát ra, sau đó một tia sáng màu vàng chợt xuất hiện bắn ra từ trong ngực Diệp Thiên, sau đó liền thay đổi phương hướng bay thẳng vào giữa lông mày của anh. Tia sáng màu vàng này không có chút trở ngại nào, trực tiếp chui vào bên trong thần phủ của Diệp Thiên, sau đó tia sáng màu vàng rơi xuống đất, hiện ra một đồ án hình sáu cánh sao màu vàng, khảm sâu vào không gian bên trong thần phủ của anh. Chỉ trong mỗi chớp mắt này, lực lượng thần điệp che ngập bầu trời kia cũng trở nên yên ắng. Ngắn ngủi chỉ mấy chục giây, hai trong ba cổ lực lượng cường đại của Diệp Thiên đều là bị phong ấn. Điều này giống như có một loại cảm giác tất cả tài sản của một phú hào đều bị khóa trong két sắt, mà mình lại quên đi mật mã két sắt. Cảm giác này khiến anh bị đè nén khó chịu dị thường. Cảm thấy tư vị như thế nào? Ngay lúc này, thần tử Hoàng Tuyền lần nữa lên tiếng, tiếng nói mang theo một tia trêu chọc. Diệp Thiên lúc này mới hoàn hồn trở lại, lập tức cảnh giới tới cực độ. Lúc này, anh tuyệt đối được xem như thời kỳ suy yếu nhất từ khi đi vào thiên thần giới. Nếu thần tử Hoàng Tuyền ra tay với anh thì anh gần như không có khả năng hoàn thủ. Không cần phải khẩn trương. Dường như nhìn ra tâm tư của Diệp Thiên, thần tử Hoàng Tuyền cười nói. Nếu là ta muốn động thủ với ngươi thì bản tôn của ta đã tới rồi. Ta đã nói hôm nay đến đây chính là cùng ngươi đánh cược. Kể từ giờ khắc này, trận đánh cược của chúng ta đã bắt đầu. Thanh âm của hắn bắt đầu trở nên có chút thờ ơ. Thân ảnh bên trong đám mây kia cũng bắt đầu trở nên mờ mịt, bất định. Ngươi bây giờ chỉ có thể vận dụng lực lượng thân xác. Còn vài ngày nữa mới đến lần vạn tộc thi đấu tại Kỳ Liên Sơn. Trong mấy ngày này, ngươi phải nghĩ hết mọi biện pháp nhằm tăng lên uy lực của vĩnh hằng hỗn độn thể. Đây là cơ hội chiến thắng duy nhất của ngươi. Nhớ kỹ, nếu ngươi thua, tất cả mọi người quốc cổ gia đều sẽ vì ngươi mà chôn cùng. Ngươi sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với cổ vận hồn. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh to lớn bằng đám mây ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đám mây nhỏ phiêu tán trong thế gian. Thanh âm của thần tử Hoàng Tuyền cũng đột ngột ngừng lại. Diệp Thiên nhìn xem bầu trời mênh mông vô bờ kia, ánh mắt càng thêm trầm ngưng. Sau đó, thân hình anh hạ xuống, rơi vào vị trí ban đầu của đại trạch cổ gia. Trên bãi đất trống có hai thân ảnh đang nằm ngửa nơi đó, phát ra tiếng thở đều đều, chính là huynh muội cổ gia hai người. Xem ra là thần tử Hoàng Tuyền cố ý đem hai người lưu lại để hướng dẫn Diệp Thiên có thể thuận lợi tham gia trận thi đấu vạn tộc. Hoàng Tuyền lão đầu, ngược lại là hảo thủ đoạn. Diệp Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ chờ đợi hai người thức tỉnh, nhưng nghi vấn trong lòng anh lại càng lúc càng sâu thêm. Thần tử Hoàng Tuyền tại sao lại muốn anh lấy lực lượng thân xác thuần túy đối địch, hơn nữa còn muốn anh đoạt được vị trí đệ nhất bản thương khung như vậy chứ? Còn nữa, thần tử Hoàng Tuyền có nói
Nếu là anh thắng, thần tử Hoàng Tuyền sẽ tặng anh một phần lễ vật. Cái gọi là lễ vật này lại là cái gì nữa chứ? Mà càng làm cho Điệp Thiên nghi ngờ hơn chính là thanh âm của thần tử Hoàng Tuyền. Thanh âm này rất là quen thuộc. Mình đến tục cùng đã nghe qua ở nơi nào vậy chứ? Diệp Thiên nhẹ giọng thì thầm, màu sắc sao trời trên thân thể anh càng phát ra lấp lóe không dứt. Thế là